Dương Quỳnh Chi, họa mỹ nhân thời Tây Tấn. Đất nước Trung Quốc trải qua thời kỳ Tam Quốc vô cùng loạn lạc, bao nhiêu anh hùng xương trắng phơi ngoài chiến địa. Cuộc tranh giành thiên hạ sau cùng về tay nhà Nguyễn, nhưng vẫn còn hai thế lực đối lập giữa Tào Sản và Tư Mã Ý. Thiên hạ lại trải qua một phen phân ly bởi hai thế lực này cho đến khi Tư Mã Chiêm phế bỏ Tào Quán, Tư Mã Chiêm tự xưng là Tấn Võ Đế, đổi Dương triều Ngụy thành Tây Tấn. Khi đó đất nước Trung Quốc mới tạm có được một thời kỳ phồn vinh yên tĩnh. Tư Mã Chiêm trước khi bước lên ngai vàng đã có thế tử phi là Dương Quỳnh Chi, vốn là một giai nhân đức tiến diễm lệ. Người ta quen gọi Dương Quỳnh Chi bằng tên Dương Diễm, vừa biểu lộ sự hâm mộ nhan sắc vô cùng diễm lệ ấy, vừa phân biệt với người em gái họ hàng cũng xinh đẹp không kém tên là Dương Chi. Dương Quỳnh Chi là con gái của Vũ Đình Hầu Dương Văn Tông, khi mới 18 tuổi đã được Tư Mã Chiêu để ý và sau đó tác thành cho con mình là Tư Mã Diên. Lúc lật đổ Dương triều Ngụy rồi, Tấn Võ Đế liền sắc lập Dương Quỳnh Chi lên làm hoàng hậu, hết sức sủng ái, không nghĩ đến bất cứ nữ nhân nào khác ngoài nàng. Dương Quỳnh Chi sinh được 3 trai và 3 gái. Cuộc đời của mỹ nhân tưởng như hoàn hảo như nhan sắc của nàng. Tiếc rằng trời xanh luôn luôn éo le, con trai trưởng yểu mệnh, chỉ còn lại con thứ là Tư Mã Chung, nhưng bẩm sinh si ngốc, hồ đồ, đần độn. Ngoài việc ăn uống vui chơi thì không hề biết suy nghĩ việc gì cho chín chắn. Tấn Võ Đế hội quần thần lại thương nghị việc lập ngôi thái tử. Đúng theo phép tắc triều đình thì trưởng nam đã chết, Tư Mã Chung phải được tiếp nối. Thế nhưng Tấn Võ Đế rất ghét người con đần độn này, gọi là hội quần thần hỏi ý kiến, chứ thật ra muốn phế bỏ Tư Mã Chung. Một mặt Dương hoàng hậu hết sức nỉ non cầu xin Tấn Võ Đế đừng bỏ rơi Tư Mã Chung, mặt khác một số đại thần cũng đồng ý với việc này, cho rằng dù Tư Mã Chung đần độn nhưng đã có đại thần sáng suốt phò giúp thì cũng không hề hấn gì. Tấn Võ Đế từ trước tới nay rất sủng ái Dương hoàng hậu, phân vân một thời gian rồi rốt cuộc chấp nhận lập Tư Mã Chung làm thái tử. Việc nhà vua nghe lời mỹ nhân, không nghĩ sâu xa đến vận mệnh đất nước, chính là mầm mống dẫn đến các tai họa sau này. Mấy năm sau, thấy Tư Mã Chung đã trưởng thành, Tấn Võ Đế lại nghĩ đến việc lập thái tử phi. Trong thâm tâm, Tấn Võ Đế định xác lập cho con gái của Chinh Bắc đại tướng quân Vệ Quán, tước Tuy Dương Công, vốn là người xinh đẹp, nổi tiếng đoan trang hiền thục. Trong khi ấy, Sa Kỵ tướng quân Lỗ Công là Giả Sung lại muốn đưa con gái của mình làm thái tử phi, ra sức vận động khắp nơi. Việc này đến tai Tấn Võ Đế, nhà vua cười nói với các quần thần: ái nữ của Tuy Dương Công có 5 điểm tốt, còn ái nữ của Lỗ Công chẳng có điểm tốt nào, chỉ có 5 điểm xấu. Đời nào trẫm lại ngu dại chọn người có toàn điểm xấu làm thái tử phi? Quần thần hỏi lại thì Tấn Võ Đế giải thích: ái nữ của Tuy Dương Công hiền hậu, diễm lệ, da trắng, dáng người thon thả, tướng có nhiều con, đó là 5 điểm tốt. Còn Giả Nam Phong, con của Lỗ Công thì thấp bé, da đen, nhan sắc không có, tính tình hay đố kỵ, tướng người thâm hiểm, tất ít con nối dõi, đó là 5 điểm xấu. Giả Sung nghe vậy căm giận thấu xương, nghĩ thầm trong bụng: nhà vua đã nói vậy thì khinh bỉ ta quá lắm. Ta quyết tìm đủ mọi cách đưa con gái vào cung, thử xem khi ấy còn ai dám dị nghị phê bình nữa nào. Giả Sung bèn về bàn với vợ rồi toan tính, nếu mua chuộc được Dương hoàng hậu thì may ra việc mới thành. Vợ của Giả Sung đồng ý như vậy, bao nhiêu tiền bạc tích chứa đều tung ra hết, mua chuộc tất cả những người thân cận với Dương hoàng hậu, thì nhào tán tụng Giả Nam Phong là người không có nhan sắc nhưng tính tình quyết đoán, không những sẽ cai quản hậu cung nghiêm cận mà còn có thể giúp Tư Mã Chung một tay giải quyết chính sự. Có tên còn quả quyết, nhan sắc tuyệt thế chỉ làm hại cho thái tử mà thôi,
lấy vợ thì nhan sắc vừa phải, như Giả Nam Phong là tốt nhất. Giả chăng người xấu thì Dương Hoàng Hậu đỡ phải ganh tị lo lắng. Dương Hoàng Hậu nghe mãi cũng xiêu lòng. Giả chăng bà cũng đang lo lắng đứa con đần độn nếu lên làm vua thì làm sao giải quyết triều chính nổi đây. Vì vậy mỗi lần vui chơi gần gũi với Tấn Võ Đế, Dương Hoàng Hậu ra sức ỉ ôi, thuyết phục, nói tốt cho Giả Nam Phong. Trong thâm tâm của Tấn Võ Đế, Tư Mã Chung vẫn còn là kẻ dứt đi, nên nếu có lấy vợ xấu xí thì cũng xứng đôi vừa lứa. Do đó bậc quân vương đầy trí dũng như Tấn Võ Đế một lần nữa bị mỹ nhân lung lạc, nhầm lẫn giữa tình cảm và quốc sự, quyết định chọn Giả Nam Phong làm thái tử phi. Khi Giả Nam Phong được đưa vào cung, chính Dương Hoàng Hậu và Tấn Võ Đế cũng phải kinh ngạc, bởi vì lời đồn quả không sai. Giả Nam Phong quá xấu xí, đứng chung với bọn cung nữ chẳng khác gì con gà đen đúa với đàn công đầy hoa văn rực rỡ. Hai người hết sức thất vọng, trong lòng đã toan tính diệt lỡ rồi thì để một thời gian sẽ tìm cách sửa đổi, tìm mỹ nhân khác cho thái tử. Cuộc đời đầy éo le, chẳng biết tại sao Tư Mã Chung lại rất yêu thích Giả Nam Phong, suốt ngày quanh quẩn bên nàng. Nhờ vậy, chỉ mấy năm gần gũi thái tử, Giả Nam Phong đã hạ sinh được mấy người con, nhưng tiếc thay toàn là công chúa, không có hoàng tử nào. Từ khi vào cung đến giờ, tâm địa độc ác gian xảo của Giả Nam Phong chưa lộ ra. Bất ngờ một tài nhân của Tư Mã Chung là Tạ Cửu hạ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh đỉnh ngộ. Ai ai nhìn thấy cũng khen, đứa bé này mai sau sẽ là bậc nhân tài, giúp dân giúp nước phát triển. Đứa con trai này chính là nhát dao đâm vào người Giả Nam Phong. Bắt đầu những tính xấu trong con người thị lộ ra bằng hết. Thế nhưng Tư Mã Chung không hề biết đến con mình trong một thời gian dài. Nguyên đứa bé ấy được đặt tên là Tư Mã Quật, mẹ là Tạ Cửu. Chỉ là một tài nhân ôn nhu, cam chịu số phận của mình, không hề lớn tiếng hay tranh giành nên ít người biết tới. Trước khi Tư Mã Chung nạp Giả Nam Phong vào cung, Tấn Võ Đế cho con mình còn nhỏ tuổi lại ngây ngô chưa thể biết chuyện trai gái, nên sai Tạ Cửu đến săn sóc cho Tư Mã Chung. Thật sự Tấn Võ Đế mới là ngây thơ, ông không hề nghĩ rằng Tư Mã Chung đần độn nhưng sức trẻ cường tráng. Có nữ nhân hầu hạ bên cạnh thì làm sao giữ tránh được sự động tình, một bản chất của nam nhân mà trời đã đặt định. Kết quả là Tạ Cửu hoài thai. Khi Giả Nam Phong vào cung thì Tạ Cửu mới hạ sinh. Họ Giả không có con trai nên rất ghét ai sinh hoàng nam. Riêng Tạ Cửu thì không dám hãm hại vì nàng là người của Tấn Võ Đế. Tạ Cửu cũng khôn ngoan, khi hoài thai thì xin về Tây Cung chứ không ở Đông Cung, nên dù có muốn ra tay, Giả Nam Phong cũng không làm gì được. Tư Mã Chung không hay biết gì về con của mình, cho đến lúc lên ngôi là Tấn Huệ Đế vẫn như người ngủ mê. Một hôm, Tư Mã Chung đến Tây Cung hầu chuyện phụ hoàng, thấy có một đứa bé kháu khỉnh chạy chơi chung với các hoàng tử thì rất thích, cầm tay gọi đến vuốt ve. Lúc đó Tấn Võ Đế mới thông thả cho biết: nó là con của người đó, ta đặt tên nó là Tư Mã Quật. Càng lớn, tính tình của Tư Mã Quật càng cứng rắn, không dám nói động đến Giả Nam Phong, nhưng thường tỏ vẻ khinh ghét bọn tay chân của họ Giả. Giả Nam Phong là người vô cùng thâm hiểm, tuy biết việc thái tử ghét hận nhưng không hề nói tới. Chẳng biết thị hành động bí mật ra sao, mà hễ các tiểu thiếp bắt đầu hoài thai thì y như rằng không trụy thai thì cũng chết một cách vô cớ. Tấn Võ Đế cho điều tra chưa có bằng chứng đích xác, nhưng vẫn quyết định phế bỏ danh phận thái tử phi của Giả Nam Phong, giam cầm nơi lãnh cung. Quyết định chưa kịp thi hành thì Giả Nam Phong đã có cách đối phó, vừa ra sức chiều chuộng, vừa khéo léo năn nỉ chồng cứu mình một phen. Sai lầm tiếp nối sai lầm, Tư Mã Chung rất yêu thích Giả Nam Phong, vào cung khóc lóc cầu xin, khiến Dương Hoàng Hậu cũng xiêu lòng, nói với Tấn Võ Đế: Giả Sung là khai quốc công thần, nay chưa có bằng chứng đích xác mà bệ hạ đã quyết định phế bỏ ái nữ họ Giả,
thì triều thần không phục, mà chính họ Giả cũng mang trong lòng mối căm hận rất nguy hiểm cho quốc gia sau này. Từ trước đến giờ, Tấn Võ Đế chưa từ khước yêu cầu của Dương Hoàng Hậu lần nào, nay chỉ biết thở dài cho dừng quyết định ấy lại. Sự không quyết tâm của Tấn Võ Đế chính là hiểm họa mất nước trước mắt mà nhà vua không nghĩ tới. Không thể giết được Tư Mã Quật, Giả Nam Phong bèn nghĩ ra một thủ đoạn khác. Giả Nam Phong tung tin mình đã có thai, sau vài tháng lén đưa con trai của em mình vào cung, phao lên rằng đã hạ sinh, đặt tên là Quỷ Tổ. Giả Nam Phong chẳng cần biết mọi người có nhận ra sự lừa dối này hay không, sửa soạn việc phế bỏ thái tử, đưa đứa con giả của mình lên thay. Thái độ bất cần dư luận của Giả Nam Phong khiến cho người dân thường cũng tức giận. Khắp trong thành Lạc Dương vang lên câu hát đồng dao: Nam Phong nổi lên thổi cát mù, xa xa nước lỗ vẫn lù lù, tháng ba nhà mày hết sống. Trong câu đồng dao ấy, hai chữ gió nam là chỉ Giả Nam Phong, còn lỗ chỉ cha nàng là Lỗ Quốc Công. Thấy mọi người nói rõ âm mưu của mình, Giả Nam Phong sợ hãi dẹp bỏ, nhưng trong lòng hết sức ghét giận Tư Mã Quật, bắt đầu tung tin nói xấu thái tử đủ điều, nhẫn nại chờ tìm cơ hội diệt trừ sao. Cuộc sống trong cung diễn ra khá êm đềm, cho đến khi Dương Hoàng Hậu được 35 tuổi, nhan sắc bắt đầu tàn phai. Trong khi Tấn Võ Đế càng già thì càng nghĩ đến ăn chơi nhiều hơn là chăm lo cho triều chính. Tấn Võ Đế cho tuyển chọn các mỹ nữ vào cung có đến hàng vạn mà không có ai diễm lệ như mỹ nhân Dương Quỳnh Chi ngày trước. Hết sức thất vọng nên không sủng ái riêng bất cứ mỹ nhân nào. Để cho công bằng, Tấn Võ Đế mỗi buổi tối ngồi trên chiếc xe dê buông cương mặc cho nó đi quanh quẩn khắp hậu cung. Dừng ở cung mỹ nhân nào thì ban ân mưa móc cho người đó. Chẳng bao lâu các phi tần đều biết điều này, thì nhào treo cỏ non trước cửa dẫn dụ con dê đến ăn. Nhưng rồi dần dần tất cả cửa cung đều có treo cỏ, sự việc lại trở về bình thường, bởi con dê thích ăn nơi nào tùy ý. Riêng một mỹ nhân thông tuệ hơn nghĩ ra một cách khác thường. Nàng trộn cỏ với chút muối và rượu thơm khiến con dê ăn một lần quen miệng, không ăn được các thứ cỏ khác nhạt nhẽo nữa. Cứ đánh hơi thấy mùi rượu là kéo xe của Tấn Võ Đế đến nơi. Rốt cuộc, Tấn Võ Đế vô tình ngày nào cũng cùng mỹ nhân ấy chung chăn gối. Mỹ nhân khôn ngoan này họ Hồ, danh phận thuộc bậc Quý Tân. Hồ Quý Tân vốn không phải người Hoa Hạ, nàng là dòng dõi của một bộ tộc ngoài biên ải, phong tục không che giấu thú vui tình dục như đạo đức Trung Hoa ngăn cản. Vì vậy chẳng bao lâu đã làm cho Tấn Võ Đế mê đắm điên cuồng. Dương Hoàng Hậu biết rõ việc này, nhưng với tấm thân tàn tạ thì làm sao địch lại được nhan sắc còn mơn mởn của Hồ Quý Tân, đành âm thầm tìm cách giúp cho đứa con ngu dại của mình. Vào năm Thái Thủy thứ 10, bệnh tình của Dương Hoàng Hậu nguy kịch, sống chết chỉ nay mai. Tấn Võ Đế nhớ tình xưa đến thăm, buồn bã hỏi xem nàng còn điều gì ước muốn thì sẽ thành toàn cho. Dương Hoàng Hậu tuổi thân khóc như mưa, nghẹn ngào nói: Thần thiếp đến nỗi này mà vẫn được hoàng thượng ban ân sủng thì có chết cũng hài lòng. Chỉ riêng việc trăm năm của thái tử là còn nhiều khúc mắc. Thần thiếp cho rằng khi thái tử lên ngôi hoàng đế, chắc chắn sẽ không còn ai trói buộc được Giả Nam Phong nữa. Đó là mối họa cần phải đề phòng. Thật sự Dương Hoàng Hậu sợ Hồ Quý Tân hơn là Giả Nam Phong. Nếu nàng chết rồi, Hồ Quý Tân sẽ được tấn phong hoàng hậu, khi đó Tư Mã Chung đâu còn thể ngồi yên trên ghế thái tử. Tấn Võ Đế khen phải, rồi hỏi xem Dương Hoàng Hậu liệu định ra sao. Dương Hoàng Hậu liền nắm cơ hội ấy, tiến cử em gái của mình tên là Dương Chi, tán tụng em gái giống hệt như mình. Tấn Võ Đế không thể từ chối lời yêu cầu cuối cùng của mỹ nhân một thời mình yêu mến, lại cũng muốn xem thật sự Dương Chi có tuyệt thế như chị không, sau đó xuống chiếu nạp nàng vào cung. Lúc đó Dương Chi mới 18 tuổi,
nhan sắc không những sánh ngang với chị gái mà còn được tuổi non tơ làm cho vẻ đẹp thêm quyến rũ. Tấn Võ Đế vừa nhìn thấy là có ý say mê ngay. Dương Hoàng hậu tranh thủ khoảng thời gian hai chị em được gần nhau, truyền hết tuyệt chiêu làm mê hoặc nam nhân cho em gái. Quả nhiên, Tấn Võ Đế không còn nghĩ đến bất cứ mỹ nhân nào khác, ngày đêm luôn ở bên Dương Chi. Nhà vua sủng ái tới mức mấy tháng sau, khi Dương Hoàng hậu mất, lập tức tấn phong Dương Chi lên làm hoàng hậu, không kể đến thời gian nàng vào cung quá ngắn ngủi. Giả Nam Phong vì việc này âm thầm căm giận Dương Chi, quyết có cơ hội thì giết chết mới hả giận. Sau khi Dương Chi được làm hoàng hậu, gia tộc họ Dương càng thêm quyền thế. Phụ thân của Dương Chi là Dương Tuấn, vốn là người có dạ tâm, nhiều mưu lắm kế, nên dần dần nắm toàn bộ đại quyền, âm thầm thao túng triều chính để chờ cơ hội bước lên ngai vàng. Vài năm sau, Tấn Võ Đế qua đời, thái tử Tư Mã Chung lên nối ngôi, xưng hiệu là Tấn Huệ Đế. Dĩ nhiên Tấn Huệ Đế phải sắc phong cho Giả Nam Phong làm hoàng hậu, nhưng đồng thời Dương Chi cũng không kém phần phú quý, được phong làm hoàng thái hậu. Nhờ vậy Dương Tuấn vẫn nắm hết quyền hành trong triều, kiêm nhiệm một lúc nhiều chức vụ như thái tử thái phó, thị trung thượng thư, lại kiêm cả phụ chính đại thần. Dưới thiên tử không có ai bằng được. Nắm quyền thế trong tay, Dương Tuấn lập tức cho phe cánh nắm hết những khâu trọng yếu. Người cháu là Đoàn Quảng An vô tài bất tướng cũng được làm tán kỵ thường thị, giữ việc cơ mật của triều đình. Các đại thần hết sức lo âu, nhưng sức yếu thế cô, đành dương mắt lên nhìn Dương Tuấn từng bước tiến hành âm mưu của mình. Thế nhưng khi ấy, Giả Nam Phong đã ngồi chắc chắn trên ngôi vị hoàng hậu, không để cho Dương Tuấn một mình một chợ. Bà hoàng hậu rắn độc này âm thầm liên kết với các đại thần bất mãn thành một lực lượng đáng kể, sau đó mới bắt đầu việc khu trừ gia tộc họ Dương. Có lần Giả hoàng hậu đã sai người suối bẫy những nam dương Tư Mã Lượng làm phản, nhưng ông này nhút nhát không dám nghe theo. Giả hoàng hậu không nản chí, tiếp tục kích động một người trong dòng họ Tư Mã là Sở Dương Tư Mã Dĩ, đang nắm giữ một số lớn binh mã đóng nơi biên trấn. Tư Mã Dĩ trẻ người non dạ, đâu biết chuyện đời gian trá, lập tức liên kết với đô đốc Dương Châu là Hoài Nam Dương Tư Mã Sung, sửa soạn kéo quân về kinh thành tiêu diệt Dương Tuấn, có lời hứa hẹn tiếp ứng của Giả hoàng hậu. Khi thu xếp xong, một đêm kia, Giả hoàng hậu sai Mạnh Quan và Lý Triệu giả vờ hoảng hốt chạy đến cấp báo với Tấn Huệ Đế. Dương Tuấn mưu phản, hiện đang dồn quân ở ngoại thành, xin bệ hạ mau mau hạ chiếu thư mời các vương gia về cứu giá, nếu để lâu e rằng không kịp nữa. Tấn Huệ Đế đã đần độn là nhút nhát, nghe vậy không nghĩ tới tra xét sự việc có đúng không, vội vàng hạ chiếu gọi Tư Mã Dĩ và Tư Mã Giao mang quân về kinh thành, bất ngờ bao vây phủ của Dương Tuấn. Dương Thái Hậu nghe tin này thất kinh, không biết làm sao, đành phải viết một mật thư sai bọn quản quan cài vào mũi tên bắn ra ngoài thành. Trong thư nàng kêu gọi ai giải dây cho Dương Thái Phó thì sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Chẳng may người của Giả hoàng hậu nhặt được mũi tên ấy. Giả hoàng hậu nắm được bằng chứng, không cần tâu với Tấn Huệ Đế, lập tức ra lệnh: bất cứ ai theo phe Thái Hậu cùng với Dương Tuấn phản loạn sẽ bị xử chém toàn gia, không cần phải tâu lên hoàng đế cho mất thời gian. Đồng thời Giả hoàng hậu cũng mật báo cho Tư Mã Giao tiến hành ngay việc phải giết chết Dương Tuấn. Được lệnh, quân của Tư Mã Giao phá cửa phủ xông vào, gặp ai giết nấy. Trong phút chốc máu chảy lên láng, thay người nằm la liệt. Từ vợ con cho đến nô bộc trong Dương phủ, chẳng còn ai sống sót. Dương Tuấn trốn sau chuồng ngựa cũng không thoát, bị bọn quân sĩ của Tư Mã Giao bắt gặp, xông vào loạn đao nát thây. Tổng cộng người nhà thân thuộc lẫn phe cánh của Dương Tuấn đêm hôm ấy chết đến hàng ngàn, làm chấn động cả kinh thành. Riêng Dương Chi bị phế xuống làm thường dân, giam vào thành Kim Dung. Nhưng Giả Nam Phong ngầm ra lệnh không cho ăn uống,
để Dương Chi bị chết đói. Mầm mống tai họa do mỹ nhân Dương Quỳnh Chi để lại vẫn chưa hết, mới chỉ là bắt đầu. Bởi Giả Nam Phong đã lộ bộ mặt thật hung ác gian hiểm của mình. Tiếp theo đó, Giả Nam Phong bày ra một kế độc để loại trừ luôn thái tử Tư Mã Quật. Trước đó, Giả Nam Phong đã tung tin đồn thái tử ngông cuồng kiêu ngạo, vô lễ, muốn giết cả cha. Đến lúc giết xong gia tộc họ Dương, bắt đầu thi hành kế sách vu cáo rất độc ác. Một ngày vào năm Nguyên Khang thứ 9, Giả Hoàng hậu sai người nói dối là hoàng đế gọi thái tử vào cung có việc cần kiếp. Thái tử không nghi ngờ gì, vào triều liền bị dẫn đến cung của Giả Hoàng hậu, bắt ngồi đó chờ đợi. Thái tử nóng ruột hỏi tại sao, thì bọn nội thị đã được Giả Hoàng hậu dặn sẵn thưa: hoàng thượng đang cùng hoàng hậu yến ẩm, không lâu nữa sẽ ra, xin thái tử đừng nóng nảy. Sau đó, một thị nữ của Giả Hoàng hậu tên là Trần Vũ bưng một mâm rượu và táo đến, nói: đây là rượu của thánh thượng ban cho, hoàng thượng nói nếu thái tử kính trọng cha mẹ thì phải dùng hết, không được bỏ sót. Thái tử nhìn thấy bình rượu quá lớn, vội nói với Trần Vũ: từ trước tới nay ta rất ít uống rượu, nay phụ hoàng ban cho nhiều như vậy, lại bắt uống hết thì không sao nổi, người vào tâu với hoàng thượng giảm chế cho. Trần Vũ đi vào một lúc thì có tiếng Giả Hoàng hậu nói vọng ra: ngươi đừng chối quanh, ngươi vẫn thường cùng hoàng thượng uống rượu, nay chối từ là có ý bất kính, khó có thể tha được. Thái tử bất đắc dĩ phải cố uống cho bằng hết. Loại rượu này rất mạnh, uống xong thái tử thấy đầu óc mê muội, tâm trí đảo lộn quay cuồng. Giả Hoàng hậu liền sai Hoàng môn thị lang Phan Nhạc viết vài dòng rồi đưa ra nói: hoàng thượng sai thái tử chép bản tấu này rồi mới cho về. Thái tử đang lúc say mềm, nghe nói được cho về thì mừng rỡ, cầm bút viết ngay, đầu óc quay cuồng nên chẳng hiểu nghĩa chữ, cứ theo nét mà viết nguệch ngoạc cho xong, còn về Đông Cung nghỉ ngơi. Chỉ chờ có vậy, Giả Hoàng hậu lập tức đem tờ giấy thái tử vừa viết dâng lên Tấn Huệ Đế. Nhà vua đọc xong những dòng chữ đầy những câu chửi mắng nguyền rủa hoàng đế lẫn Giả Hoàng hậu thì nổi giận xuất thiên, gọi quần thần vào Thí Càn Điện đưa cho xem, hầm hầm nói: thái tử quả là đại nghịch bất đạo, hoàng hậu đã nhiều lần nói mà ta không tin, này chứng cứ rõ ràng thì chối cãi vào đâu được. Thượng thư Tả Mộc Xạ Bùi Mị cố gắng biện minh cho thái tử, nói rằng nét chữ là của người đang say túy lúy, chưa đáng tin cậy. Quần thần người theo phe Giả Hoàng hậu, người cố bên giật cho thái tử, nên sự việc cho đến chiều tối vẫn chưa dứt khoát ra sao. Cuối cùng Tấn Huệ Đế không bắt tội chết, truyền đem thái tử cùng thái tử phi và ba đứa con đầy xuống Hứa Xương. Tạ Cửu cũng bị liên lụy và bị Giả Hoàng hậu sai người tra tấn cho đến chết. Cho dù gia tộc họ Dương đã chết hết, vẫn còn dòng dõi họ Tư Mã, hầu hết đều được phong dương và có quân đội riêng, thì làm sao Giả Nam Phong chiếm đoạt được quyền thế giao cho nhà họ Giả? Giả Nam Phong liền nhắm đến kẻ sẽ được lợi dụng, đó là Nhữ Nam Dương Tư Mã Lượng. Giả Hoàng hậu biết rõ Tư Mã Lượng là kẻ tham tàn, không vừa lòng với chức vụ của mình, lại bó chân tay vì Vệ Quán là khai quốc công thần, nên từ lâu đã ngấm ngầm thu nạp bè đảng, nay lại có ý muốn chống đối với họ Giả. Giả Hoàng hậu không vội vàng, tỏ ra tôn trọng các dương gia họ Tư Mã. Trước tiên thuyết phục Tư Mã Lượng và Vệ Quán tìm cách đưa Tư Mã Dĩ về đất Phong. Thế nhưng chính Tư Mã Dĩ cũng mang tham vọng chiếm địa vị lớn, nên nhân cơ hội về kinh thành tiêu diệt họ Dương, liền cho quân đóng luôn ở đó, nhất định không rời khỏi. Tư Mã Dĩ thấy Tư Mã Lượng và Vệ Quán liên kết thành một thế lực mạnh thì sợ mình không chống nổi, ngu dại đi thương thuyết với Giả Hoàng hậu cùng chung sức tiêu diệt hai người ấy. Giả Hoàng hậu nắm được cơ hội, nghĩ ra kế sách để bọn này tự tiêu diệt lẫn nhau. Một đêm kia, Giả Hoàng hậu chuốc cho Tấn Huệ Đế uống đến say mềm, rồi đưa một chiếu thư bắt ký vào. Tấn Huệ Đế chẳng biết trời trăng gì, cứ theo lời Giả Hoàng hậu và ký tên đóng triện. Giả Hoàng hậu liền đưa chiếu thư cho Tư Mã Dĩ, truyền tập trung binh lực giết chết Tư Mã Lượng và Vệ Quán.
Tư Mã Dĩ thừa biết trong chiếu thư tất có quẩn khúc, nhưng có dịp trừ kẻ đối nghịch thì tuân theo ngay, sai hai bộ tướng là Lý Triệu và Công Tôn Hoằng đi về bắt Tư Mã Lượng, còn Thanh Hà Dương Tư Mã Hà thì đi bắt Vệ Quán. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Tư Mã Lượng và Vệ Quán đều không kịp chống cự. Vệ Quán và chính người con đều bị giết chết thê thảm. Riêng Tư Mã Lượng cho mình không hề có ý định phản nghịch, nên hiên ngang để cho quân sĩ của Tư Mã Dĩ bắt trói. Khi ấy trời rất nóng, Tư Mã Lượng bị nhốt trong tù xa, nhưng các thuộc hạ vẫn thương mến lấy nước cho ông uống. Mãi đến trưa hôm sau vẫn chưa có ai dám ra tay giết vị đại thần hoàng tộc lừng lẫy này. Tư Mã Dĩ quá sốt ruột, tuyên bố với quân tướng: ai chém Tư Mã Lượng trước sẽ được thưởng ngàn thước giải tốt. Nghe có ban thưởng, lòng tham nổi lên, bọn quân sĩ tranh nhau xông vào chém Tư Mã Lượng thành nhiều mảnh. Khi lực lượng đối nghịch đã bị tiêu diệt, Tư Mã Dĩ nắm hết quyền thế trong tay, bắt đầu nghĩ đến việc tiêu diệt luôn thế lực họ Giả. Tiếc rằng Tư Mã Dĩ quá chần chừ, chưa kịp hành động thì Giả Hoàng Hậu đã mau lẹ theo kế sách của Trương Hoa, ra tay như chớp nhoáng. Ngay khi Tư Mã Dĩ giết chết Tư Mã Lượng và Vệ Quán, Giả Hoàng Hậu đã vào cung tâu với Tấn Huệ Đế. Tư Mã Dĩ ỷ vào công lao loạn quyền giết chết hai đại thần mà không có chứng cớ nào. Nay y nắm đại quyền trong tay, đang có ý định chiếm cả ngai vàng, xin bệ hạ ra tay trước mới kịp. Đêm hôm trước, Tấn Huệ Đế quá say, đâu có biết chính mình hạ chiếu sai Tư Mã Dĩ giết người. Nghe vậy tin ngay, lập tức sai trung điện tướng quân là Dương Cung dẫn binh mã đến phủ Sở Chương Tư Mã Dĩ, thay mặt hoàng đế tuyên bố: hoàng thượng vốn muốn hòa giải tranh chấp giữa Sở Dương và Nhữ Nam Dương, nhưng Sở Dương tự ý lộng quyền giết chết Nhữ Nam Dương, tội ấy rất nặng, phải về trước mặt hoàng thượng để nghe phán xử. Bọn tả hữu thân cận của Tư Mã Dĩ nghe đến tội danh thì mất hồn vía, thi nhau bỏ trốn. Chỉ riêng hai bộ tướng là Kỳ Thịnh và Công Tôn Hoằng chịu bị bắt theo chủ nhân. Giả Hoàng Hậu khôn ngoan, không cho ba người có dịp kêu oan trước mặt Tấn Huệ Đế, sai đình thần nghị xử. Khi ấy đa số bá quan đều theo phe Giả Hoàng Hậu, còn ai can đảm dám đứng ra tìm kiếm sự thật? Vì vậy chỉ xét xử qua loa. Tư Mã Dĩ, Kỳ Thịnh và Công Tôn Hoằng đã bị ghép vào tội phản nghịch, đem ra trước Ngọ Môn chém đầu. Lúc ra pháp trường, Tư Mã Dĩ vẫn ỷ mình là hoàng thân quốc thích, ngoảnh mặt về cung điện lớn tiếng kêu khóc: ta chỉ thi hành theo chiếu chỉ, nghĩ là giúp cho xã tắc tránh được bọn loạn thần phản nghịch, ngờ đâu bây giờ thành đã có tội. Ta sống được là nhờ tiên đế ân sủng, này các người không nghĩ đến tiên đế mà khoan dung cho ta được ư? Kỳ Thịnh chán nản lắc đầu nói: đó là do Dương gia tham vọng nhiều mà toan tính chậm chạp. Nếu như ngày hôm sau, nhân lúc biến loạn dẫn quân tiêu diệt luôn phe cánh họ Giả thì đâu đến nỗi rơi đầu. Dương gia chết là đáng lắm, còn kêu nài làm gì? Chúng tôi đây vô tội nhưng biết thế thời, đâu có kêu gào làm gì cho thêm khang cổ. Chỉ một lần ra tay, con đường trước mặt Giả Hoàng Hậu rộng mở thênh thang. Tất cả đều bắt nguồn từ việc Tấn Võ Đế quá sủng ái mỹ nhân Dương Quỳnh Chi, rồi sau này là Dương Chi. Mầm mống ấy gây ra quả hoạn lớn lao đến nỗi dòng họ Tư Mã trí mưu anh hùng ngày nào không còn ai đủ tài năng chống lại Giả Hoàng Hậu nữa. Người ta thường chê trách Giả Hoàng Hậu là con rắn độc, nhưng mở đường cho bà chính là Dương Quỳnh Chi. Nắm hết quyền thế, Giả Hoàng Hậu không còn gì ước muốn nữa ngoài việc dâm lạc. Nguyên nhân là bà ta chưa hề bao giờ được Tư Mã Chung ngốc nghếch cho hưởng trọn thú vui xác thịt. Từ trước tới nay, con người đầy dục vọng của Giả Hoàng Hậu vẫn giấu kín để hoàn thành tham vọng của mình. Khi xong rồi, dục vọng bắt đầu trở thành một nhu cầu cần phải thỏa mãn. Đầu tiên, nam nhân dễ dàng tiếp cận nhất là Thái Y Lệnh Trịnh Cứ. Nhiều lần Giả Hoàng Hậu gọi Trịnh Cứ vào cung thăm bệnh cho mình, rồi cũng mất nhiều lần ép uổng. Trịnh Cứ bất đắc dĩ mới phải tư thông, nhưng không sao yêu thích được con người vừa xấu xí vừa độc ác ấy. Thái độ quá né tránh, thụ động của Trịnh Cứ
khiến Giả Hoàng hậu hết sức chán ngán. Dần dần dục vọng thúc đẩy, Giả Hoàng hậu chẳng thèm kiêng nể tai tiếng gì nữa, sai tả hữu thân tín ngày ngày la cà chốn phố phường, tìm nam nhân khôi ngô tuấn tú để dẫn dụ vào cung cùng mình quan lạc, sau đó thả về ban cho nhiều vàng bạc. Có một tiểu lại đẹp trai tuấn tú, người cao ráo khỏe mạnh, đang làm việc cho viên trưởng quan ở Lạc Dương, không hiểu tại sao vào lên rất mau, quần áo rất sang trọng. Viên trưởng quan nghi ngờ tiểu lại này tham ô nhũng nhiễu dân chúng nên mới gọi vào hạch hỏi. Tiểu lại thật tình kể lại: trước đây tôi gặp một nữ nhân tuổi tác trung bình nhưng nét xinh đẹp vẫn còn, tự xưng là họ Tiêu. Họ Tiêu cầu xin tôi đến nhà lấy lý do pháp sư bảo cần phải có một thanh niên khỏe mạnh thì mới làm bùa chú trừ tà được, hứa hẹn sẽ đền đáp bằng số tiền lớn. Tôi đang nghèo túng, nghe vậy mừng rỡ bằng lòng. Tôi được giấu trong cái hòm gỗ lớn, bỏ lên xe ngựa chạy mấy vòng thì đến một nơi lâu đài điện cát chập trùng. Tôi có hỏi nơi đây là đâu thì họ Tiêu ra hiệu đừng tò mò, chỉ nói bâng quơ, ngươi được ở tiên cảnh rồi đó. Họ Tiêu dẫn tôi đi tắm rửa bằng nước pha hương liệu, thay quần áo đẹp, cho ăn uống tử tế, rồi dẫn vào phòng riêng giao quan với một nữ nhân dáng vẻ nhỏ bé, làn da đen đuổi. Khi ra về, quả nhiên họ Tiêu không nuốt lời, cho tôi rất nhiều tiền bạc và dặn giữ kín. Từ đó tôi nhiều lần theo họ Tiêu đi lại, nhờ vậy khá hẳn lên, chứ không bao giờ dám nhũng nhiễu dân chúng. Trưởng quan chưa tin hẳn, hạch hỏi thêm về nhân dạng của nữ nhân trong cung điện, thì tiểu lại kể đúng hệt dung mạo của Giả Hoàng hậu. Vị trưởng quan thất kinh hồn vía, vội dặn tiểu lại chớ tiết lộ cho bất cứ ai biết. Thế nhưng tai vách mạch rừng, chẳng hiểu sao việc này đồn đại khắp phố phường. Từ đó trở đi, hễ nam nhân nào vào hoàng cung thì đều không thấy trở về, con số mất tích lên đến hàng trăm. Bọn thanh niên trai tráng rất sợ hãi, nhưng vẫn có một số liều lĩnh mà mất mạng oan uổng. Riêng tiểu lại này còn mấy lần được lên tiên cảnh mà vẫn ra về an toàn, khiến người ta đồn đại. Có lẽ chỉ có tên tiểu lại này mới làm cho Giả Hoàng hậu thỏa mãn, vì vậy không thể giết. Trong khi Giả Hoàng hậu yên chí là không còn ai dám chống đối, đêm đêm dụ dỗ trai tráng về thỏa mãn xác thịt, thì một người trong dòng họ Tư Mã vẫn còn được nắm quân tướng trong tay, đó là Triệu Dương Tư Mã Luân. Sở dĩ Giả Hoàng hậu không để ý là vì trước kia Tư Mã Luân nghe theo lời bàn của bộ tướng Tôn Tú, làm chân tay cho Giả Hoàng hậu, được tin tưởng phong làm Xa Kỵ tướng quân, kiêm thái tử thái phó. Một người khác là Tư Mã Nhã, làm quan thị vệ trong cung. Vì có họ Tư Mã nên bị Giả Hoàng hậu chèn ép, không sao thăng quan tiến chức được, tức giận đến tìm Tôn Tú rào đón trước. Tôi nghe đồn có người tâm huyết với triều đình, sắp đón thái tử Tư Mã Quật về lật đổ Giả Hoàng hậu. Tướng quân là người được Giả Hoàng hậu tin cậy, lỡ mai sau thời cuộc biến đổi thì làm sao sống nổi. Việc sắp xảy ra trong nay mai, tướng quân có tính gì đến việc tìm một con đường khác hay không? Tôn Tú nghe vậy hơi kinh sợ, vội tìm đến Tư Mã Luân bàn kế sách. Tư Mã Luân cho rằng chỉ còn mỗi cách động binh diệt trừ Giả Hoàng hậu để đoái công chuộc tội về phe Phế Truất Tư Mã Quật trước kia. Tôn Tú liền can ngăn: tôi chỉ e thái tử còn nhớ thù xưa, khi diệt xong Giả Hoàng hậu thì tính sổ với chúng ta. Tốt nhất là xúi dục Giả Hoàng hậu giết thái tử trước, rồi chúng ta lấy cớ ấy mà giết luôn bà ta, như vậy mới nhất cử lưỡng tiện. Tư Mã Luân nghe theo. Ngay ngày hôm sau, phao tin đồn là có nhiều vị đại thần đang mưu tính đưa thái tử Tư Mã Quật về, trừ diệt Giả Hoàng hậu, làm trong sạch triều chính. Giả Hoàng hậu nghe tin rất sợ hãi, vốn tính tàn nhẫn nên chưa biết đích xác hay không, vẫn quyết định sai hoàng môn quan là Tôn Lự bí mật đến cung Hứa Xương tìm cách giết bằng được thái tử. Tôn Lự được Giả Hoàng hậu đưa cho liều thuốc cực độc, dặn dò giữ kín đừng để ai biết. Thế nhưng từ khi bị giam giữ, thái tử biết sự độc ác của Giả Hoàng hậu chưa dừng ở đó, hết sức đề phòng việc mình sẽ bị người hạ độc, không chịu ăn cơm nếu người đưa không ăn trước. Tôn Lự bèn sai bọn quân sĩ không cho thái tử ăn,
đến khi nào quá đói thì mới đem cơm vào. Khi ấy chắc chắn thái tử phải ngấu nghiến mà ăn ngay. Chẳng ngờ thái tử Tư Mã Quật rất ngoan cường, nhất định chịu đói chứ không ăn. Sau đó có người trong cung Hứa Xương thương hại thái tử, lén giấu một ít thức ăn mang vào. Thái tử cầm cự được mấy ngày. Tôn Lự chờ đợi quá lâu thì đâm nóng ruột, lại sợ bị Giả Hoàng hậu trách phạt. Tôn Lự không tuân theo lệnh đã dặn trước là phải giết thái tử một cách bí mật. Nhưng lúc quân canh mở cửa, Tôn Lự liền xông vào, dùng gậy đập thẳng vào đầu, giết chết thái tử. Trước khi chết, thái tử Tư Mã Quật còn gào lớn đến nỗi ngoài hoàng cung cũng nghe thấy. Thái tử chết năm 23 tuổi, làm chấn động cả kinh thành. Ai ai cũng nghiến răng căm giận Giả Hoàng hậu quá độc ác bất nhân. Nhân cơ hội mọi người đều phẫn quốc, Tư Mã Luân bắt đầu tiến hành kế hoạch diệt trừ Giả Hoàng hậu. Trước tiên, Tư Mã Luân giả chiếu chỉ viết rằng Giả Hoàng hậu thi hành nhiều việc tàn nhẫn, thất nhân tâm, loạn dân chẳng còn thể thống hoàng gia, lại vô cớ giết thái tử, khiến triều tân không người nối dõi. Tội ác chất cao như núi, trời người đều căm phẫn, hoàng thượng không thể dung tha. Lệnh cho Triệu Dương Tư Mã Luân đem quân bản bộ vào cung tế trừ Giả Hoàng hậu. Ai không tuân theo thì cùng phe đảng ghép vào tội trái thánh chỉ, chém đầu không tha. Lúc đó Triệu Dương đã liên kết với các anh em là Lương Dương Tư Mã Nguyệt, con của Tư Mã Du là Tề Dương Tư Mã Đồng, cùng nhau ước hẹn ngày giờ xuất phát. Thành thế rất vững vàng, được nhiều người tham gia ủng hộ. Sau khi Tư Mã Luân phát hiệu lệnh, toàn quân ồ ạt tràn vào hoàng cung, ai chống cự thì liền chém chết. Việc kinh thiên động địa như vậy mà Tấn Huệ Đế chẳng hay biết chút nào, ngơ ngơ ngắt ngắt để cho Tề Dương Tư Mã Đồng dẫn đi qua cung khác lánh nạn. Riêng Giả Hoàng hậu chợt thấy Tư Mã Đồng cầm gươm tiến vào thì vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng, cố trấn tĩnh lấy giọng oai vệ hỏi lớn: "Ngươi vào cung có việc gì? Sao lại dám cầm theo gươm đao?" Tư Mã Đồng lạnh lùng đáp: "Ta phụng chiếu của thiên tử giao bắt ngươi đây. Từ giờ phút này ngươi không còn là hoàng hậu nữa." Đến khi sắp chết, Giả Hoàng hậu vẫn còn hung hăng quát lớn: "Ngươi phụng chiếu của ai? Tất cả chiếu thư đều do tay ta phát ra. Ngươi dám dùng chiếu giả làm loạn hay sao?" Tư Mã Đồng không thèm dây dưa, dí gươm vào cổ, bắt Giả Hoàng hậu phải đi theo mình. Khi đi ngang qua cung của Tấn Huệ Đế, Giả Hoàng hậu còn cố kêu lớn: "Hoàng thượng, xin khoan dung cho thần thiếp." Không thấy Huệ Đế trả lời, Giả Hoàng hậu biết ngay đã được phe cánh của Tư Mã Đồng đưa đi mất rồi, nhưng vẫn kêu gào khóc lóc rất dữ tợn. Mặc cho Giả Hoàng hậu làm gì thì làm, Tư Mã Đồng vẫn dùng sức lôi bà ta ra ngoài. Thế vậy Giả Hoàng hậu thôi khóc, trợn mắt hỏi Tư Mã Đồng: "Ai sẽ bảy người làm việc vô thiên đại nghịch này?" Tư Mã Đồng chán quá, đáp cục lũng: "Triệu Dương và Lương Dương." Giả Hoàng hậu nghe vậy hối hận vô cùng, nhưng bản tính vẫn còn hung hãn, lớn tiếng mắng luôn: "Người ta nói trói chó thì nên trói ở cổ, ta sai lầm chỉ trói chó ở đuôi, vì chỉ hai tên chó già ấy mới có cơ hội quay lại cắn ta hôm nay." Tư Mã Đồng vẫn im lặng không cãi lại, nhốt Giả Thị vào tù xa, đưa đến Kim Dung Thành giam giữ. Mấy ngày sau, Tư Mã Luân phụng chiếu của Huệ Đế tuyên bố phế trừ Giả Hoàng hậu, ban cho rượu độc. Trong đời Giả Thị nhiều lần đã cho người khác uống thuốc độc, và gần nhất cũng toan dùng thuốc độc giết thái tử Tư Mã Quật. Bây giờ chính bà là người nếm mùi vị của nó. Cuối cùng nữ nhân xấu xí nhất thiên hạ, độc ác nhất thiên hạ, chết vào lúc 44 tuổi. Người ta thường tự hỏi, tại sao một nữ nhân vừa xấu xí vừa độc ác như vậy mà vẫn leo đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ? Tất cả đều bắt nguồn từ những sai lầm của chị em họ Dương và sự sủng ái không suy nghĩ của bậc đế Dương như Tấn Võ Đế, Tấn Huệ Đế. Giang Sơn Tây Tấn từ đó bắt đầu suy sụp và rơi vào tình cảnh Bắc Dương chi loạn, để rồi tiêu vong khi Mẫn Đế Tư Mã Nghiệp đầu hàng Lưu Nguyên, tồn tại được 52 năm.